Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Gặp Nhau Cuối Ngày ngày 25 tháng 1. Và ngay bây giờ, hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày 27 tháng 1, siêu sale cuối năm cùng Shopee. Từ nay đến ngày 29 tháng 1, củ cải Cosmetics cũng đang có đợt tri ân. Tất cả các đơn hàng của shop đều nhận được voucher hoàn su khủng và rất nhiều các đợt flash sale không thể bỏ qua. Củ cải Cosmetics là thương hiệu chuyên săn sale các hãng mỹ phẩm nội địa của Hàn Quốc do một cô bạn du học sinh Hàn sáng lập và phát triển, với mục tiêu săn các sản phẩm làm đẹp chính hãng với giá siêu hời so với giá gốc để mang về cho các bạn ở Việt Nam. Củ cải Cosmetics luôn cam kết đảm bảo nguồn gốc rõ ràng. Vậy còn chần chờ gì nữa mà không tới ngay củ cải Cosmetics để săn sale ở link Shopee bên dưới nhé. Còn nhớ vào khoảng 2 tuần trước thì Gặp Nhau Cuối Ngày đã đưa tin về một trường hợp một cá nhân phải nộp tới 23 tỷ đồng tiền thuế, thì cho đến nay danh tính của người này cũng đã được hé lộ, đó chính là một cô gái chuyên viết phần mềm. Sáng nay ngày 25 tháng 1, người dùng mạng xã hội vô cùng xôn xao trước thông tin một cô gái sinh năm 1992 thu nhập 330 tỷ đồng một năm nhờ viết phần mềm cho Google Play và App Store, nộp thuế hơn 23 tỷ đồng. Ngoài cô gái sinh năm 1992, một trường hợp khác cũng gây chú ý với mức đóng thuế 18,1 tỷ đồng. Cụ thể đó là một chàng trai 30 tuổi, địa chỉ tại quận Cầu Giấy, đã sáng tác ra nhiều phần mềm được các ứng dụng trên thế giới sử dụng và có thu nhập 260 tỷ đồng. Theo VTV, thống kê của Cục Thuế Hà Nội trong năm 2010 cho thấy, số thuế thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử từ các nền tảng như Google, Facebook, YouTube của năm 2020 là 123 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2019. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, luật quản lý thuế chính thức có hiệu lực, việc thu thuế đối với các loại hình thương mại điện tử được quản lý chặt chẽ hơn, đã xuất hiện nhiều cá nhân tự nguyện đến kê khai và nộp thuế. Theo đó, tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, đã có tới 65 cá nhân kinh doanh online kê khai và nộp thuế tới 55 tỷ đồng. Thống kê mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, ở Việt Nam, tính đến cuối năm 2020, có khoảng 15.000 kênh YouTube bật nút kiếm tiền, trong đó có khoảng 350 kênh có doanh thu lớn từ 1 triệu người đăng ký theo dõi trở lên. Tuy nhiên, chỉ 30% trong số đó, tương đương khoảng 5.000 kênh, chịu sự quản lý từ các công ty mạng của YouTube tại Việt Nam, có kê khai và nộp thuế đảm bảo đầy đủ. Cậu Vàng, một bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả ngay từ trước khi bấm máy, đã phải chịu hậu quả nặng nề khi lỗ tới 30 tỷ đồng và bị cắt suất chiếu ở hai cụm rạp lớn là Lotte và GGV chỉ sau 2 tuần công chiếu. Từ ngày hôm nay 25 tháng 1, cậu Vàng đã bị rút khỏi các cụm rạp Lotte và GGV vì tình trạng rạp vắng tanh, chi phí chiếu phim không đủ bù đắp chi phí vận hành. Hiện tại, doanh thu của cậu Vàng đang rơi vào khoảng 3,5 tỷ đồng, lỗ khoảng hơn 30 tỷ đồng. Hiện nay, chỉ còn một số rạp nhỏ ở địa phương là còn chiếu. Tại các thành phố lớn, Beta là đơn vị hiếm hoi còn chiếu, nhưng chỉ chiếu một suất một ngày và ở khung giờ xấu. Các bộ phim thường sẽ được trình chiếu trong vòng một tháng, có những sản phẩm cá biệt được chiếu trong vòng một tháng rưỡi. Việc cậu Vàng bị rút khỏi phòng chiếu sớm hơn với thời lượng khá sớm không hề khiến cho nhiều người bất ngờ. Fanpage của cậu Vàng đã ngưng cập nhật thông tin từ cách đây 12 ngày. Các trang review phim đã xóa bài review cậu Vàng. Các Facebook diễn viên quảng cáo cũng đã chấm dứt bài đăng về cậu Vàng. Các nhà phân tích đã lý giải nguyên nhân vì sao cậu Vàng lại bị cắt sóng ở các cụm. Theo Lê Hồng Lâm, cậu Vàng chết không phải vì dở, mà là do chính cái giả ngập tràn làng Vũ Đại, cái sai lệch trong tư duy làm phim, cái giả, cái minh họa sống dựng trong từng khuôn hình, từng phân cảnh mới thực sự giết chết cậu Vàng. Không đơn thuần là một bộ phim dở, và cũng không có gì đáng để nói nếu đó là một bộ phim dở. Ở Việt Nam, 10 phim làm ra thì đã có đến 8 bộ phim là dở rồi. Nhưng cái đáng sợ của cậu Vàng là cái giả, cái ngây ngô, cái minh họa một thời từng giết chết nền điện ảnh công thức, được quay trở lại ở một cấp độ cao hơn. Đúng vậy, cái sai lệch trong tư duy làm phim, cái giả, cái minh họa sống sượng trong từng khuôn hình, từng phân cảnh mới thực sự giết chết cậu Vàng. Còn trong cậu Vàng, đạo diễn mới vừa mô tả được cảnh cùng khổ của lão Hạc, nhưng đồng thời lại ra sức postcard hóa cảnh sinh hoạt làng quê với những hình ảnh kiểu nịnh mắt. Tất cả những hình ảnh làng quê thanh bình và thậm chí chủ phú đó hoàn toàn đối lập với những cảnh khổ cực, bi thảm của người nông dân mà lão Hạc đã là ví dụ. Đó là cái giả chân tràn ngập của làng Vũ Đại, từ đạo cụ đến bối cảnh, trang phục, từ Photoshop đến CGI, từ quay phim đến dựng phim, và đáng nói nhất là thoại và diễn xuất của diễn viên. Mới đây, thông tin về một đám cưới khủng được tổ chức tại thành phố Ninh Bình đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Được biết, đây là một đám cưới được tổ chức bên cạnh tòa lâu đài nguy nga Dát Vàng. Được biết, chú rể là Đỗ Văn Thành, con trai thứ hai của đại gia Đỗ Văn Tiến, là một doanh nhân nổi tiếng ở Ninh Bình trong lĩnh vực sản xuất xi măng. Còn tòa lâu đài có tên Thành Thắng, đặt theo tên ghép của hai người con trai vị đại gia. Khuôn viên công trình rộng khoảng 10.000 m2, tòa nhà 6 tầng có diện tích mặt sàn khoảng 2.000 m2. Sự xa hoa từ chiếc cổng, đính hoa cầu kỳ lộng lẫy cho đến không gian buổi tiệc, nội thất bên trong tòa lâu đài mang phong cách thượng lưu, toàn bộ đồ dùng bằng gỗ, dát vàng, đám cưới được tổ chức vô cùng hoành tráng. Với rạp cưới trang hoàng lộng lẫy, sân khấu được thiết kế với nhiều hoa tươi, lộng lẫy, xa hoa,
không gian tiệc cưới huyền ảo giống như một cung điện nguy nga trong truyện cổ tích, khiến ai nhìn vào cũng phải choáng ngợp. Được biết, đám cưới còn mời cả ca sĩ Cẩm Ly, Quốc Đạt tới hát chung vui cùng gia đình, quan khách. Theo một thành viên của đội phụ trách tổ chức tiệc cưới cho biết, đám cưới được tổ chức linh đình vào 3 ngày, 18, 23 và 24 tháng 1 năm 2021. Số lượng mâm cỗ cưới mỗi ngày lên đến 135 mâm, gồm đủ các món ăn đắt tiền, xa xỉ, trong đó có súp tổ yến, gan ngỗng Pháp, cua hoàng đế Alaska. Riêng tiền cỗ cưới trong 3 ngày thì đám cưới ở Ninh Bình đã lên đến 14 tỷ đồng. Ngoài ra, theo những người phụ trách tiệc cưới, tất cả hoa trang trí ở tiệc đều là hoa tươi nhập khẩu với tổng giá trị lên tới 15 tỷ đồng. Đội ngũ nhân viên làm tiệc cưới là 120 nam và 40 nữ, chưa tính đội ngũ của chủ nhà. Trong lúc drama tình cảm vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt thì mới đây, Sơn Tùng MTP lại tiếp tục bị gọi tên sau khi Quế Vân đăng tải dòng trạng thái tố một ngôi sao hạng A có thái độ chảnh chọe, bạc bẽo. Cụ thể, vào tối ngày 24 tháng 1, Quế Vân bỗng lên tiếng bóc phốt một ngôi sao hạng A có thái độ chảnh chọe, vô ơn khi trở nên nổi tiếng. Cô thậm chí còn đính kèm ảnh chụp màn hình đoạn chat để cho thấy nhân vật này dù được cô giúp làm răng sứ miễn phí nhưng lại xin tin nhắn cô nhờ anh hỗ trợ. Ngay lập tức, các cư dân mạng đã vào cuộc và tìm ra hình ảnh lãng hoa có tên Sơn Tùng được chụp vào cùng ngày sự kiện của Quế Vân. Trong đó, một số bài báo còn lưu lại có viết: "Đáng chú ý, dù không thể góp mặt nhưng nam ca sĩ Sơn Tùng NTP cũng gửi điện hoa chúc mừng Quế Vân." Sâu chuỗi các chi tiết, cộng đồng mạng càng thêm tin rằng Sơn Tùng chính là nhân vật trong câu chuyện nữ diễn viên muốn nhắc đến. Cho đến trưa ngày 25 tháng 1, Quế Vân tiếp tục đăng tải dòng trạng thái đáp trả làn sóng chỉ trích cộng đồng mạng giữa drama liên quan đến Sơn Tùng. Viết trên Facebook cá nhân, nữ diễn viên thể hiện thái độ cực gắt, thách thức: "Chị mà sợ mấy em vào phá đảo nhà chị đã khóa nhé mấy em chim lợn. Chị mà đã làm hình như chị không sợ hiểu không? Vào chơi tiếp cho vui nhà vui cửa chị đi các em." Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục nhận được sự thu hút từ cộng đồng mạng. Mới đây, Liên Hợp Quốc đã đưa ra rất nhiều dẫn chứng cho thấy loài người sắp chấm dứt chu kỳ tăng dân số và sẽ bắt đầu quá trình suy giảm. Theo đó, thì ở thời điểm hiện nay, khi phụ nữ được trao quyền nhiều hơn, cải thiện khả năng tiếp cận biện pháp tránh thai, tỷ lệ sinh tại nhiều quốc gia cũng bắt đầu chững lại, thậm chí là suy thoái. Khi mỗi phụ nữ sinh chưa tới 1 đến 2 con, mức tối thiểu để duy trì dân số ổn định, tỷ lệ sinh đẻ tại các quốc gia có thu nhập trung bình cũng giảm, bao gồm Thái Lan và Brazil. Ở Iran, tỷ lệ sinh con chỉ còn 1,7 trẻ em một phụ nữ. Chính quyền cảnh báo các bệnh viện nhà nước sẽ không cung cấp các biện pháp tránh thai hoặc dịch vụ thắt ống dẫn tinh nữa. Do xu hướng giảm sinh toàn cầu này, Liên Hợp Quốc dự đoán loài người sẽ chấm dứt sự gia tăng dân số tồn tại trong suốt nhiều thập kỷ qua trước khi bắt đầu xu hướng giảm. Bên cạnh đó, thì một nghiên cứu trên tạp chí y khoa The Lancet năm ngoái cũng dự đoán dân số toàn cầu sẽ đạt đỉnh sớm hơn nhiều so với dự kiến là 9,73 tỷ người vào năm 2064, trước khi giảm xuống còn 8,79 tỷ vào năm 2100. Tỷ lệ sinh giảm có khả năng gây hậu quả kinh tế, xã hội, môi trường và địa chính trị khắp thế giới. Các tác giả dự đoán 23 quốc gia sẽ suy giảm hơn một nửa dân số trước nửa cuối thế kỷ này, bao gồm Tây Ban Nha, Italy, Ukraine và Trung Quốc, nơi chính sách một con gây tranh cãi mới chấm dứt vào năm 2016, và dự đoán dân số sẽ giảm mạnh 48% vào năm 2100. Các bạn thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm lại những tin tức nổi bật nhất có trong 24 giờ qua. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé!